Tối ngày 26 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Công Xuân, tức Chín Xuân, thường trú tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Xuân là chủ mưu trong vụ đốt nhà đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thốt Nốt vào tháng 9 năm 2020. Qua khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng đã thu được nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu liên quan đến vụ án. Hai nghi can liên quan vụ án gồm Nguyễn Quốc Tài Nguyên, sinh năm 2000 và Hồ Thanh Hải, sinh năm 1988, cùng trú tại quận Thốt Nốt. Trong đó, Hồ Thanh Hải đã bị bắt tạm giam để điều tra, còn Nguyên đang chấp hành án tù giam về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.